ám dài dũng bậc thang nói bên trong hứa nguyên không nói gì cũng không có thúc giục chỉ là nhẹ nhàng đem mình tay đặt ở trước mặt của nàng tô cần huyên hơi có vẻ thờ hào hề là này phương duy nhất tiếng vang thật chặt cắn môi đỏ tiểu sỏ răng nanh cắn nát khuế môi làn da máu tươi chảy ra cũng không hề hay biết hứa nguyên lặng lặng nhìn xem nàng nhìn sen nàng xoắn suýt nhìn sen nàng tức giận nhìn sen nàng không cam lòng cùng nhìn xem nàng dao động bởi vì tự mình trải qua cho nên hứa nguyên biết tô cần huyên giờ phút này cần chính là cái gì thật lâu không nói gì Tô Cẩn Huyên hít một hơi thật sâu, ôm chặt hai chân cánh tay có chút buông ra. Không có quan hệ, đây không phải khuất phục, chỉ là vì mê hoặc cái này hỗn đản. Để hắn đối nàng buông lòng cảnh giác. Đúng, chỉ là để hắn đối nàng buông lòng cảnh giác, không phải khuất phục. Chỉ cần nàng không chết, chỉ cần nàng để hắn ở tại bên cạnh hắn, kia nàng liền còn có cơ hội. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Cẩn Huyên chậm rãi vương run nhẹ nhẹ tay, muốn đi bắt lấy trước mắt duy nhất có thể lấy đụng vào người. Mà tại nàng chạm đến trước đó, người trước mắt lại đen tay thu về. Đã tô cô nương không muốn, vậy liền được rồi. Tô Cẩn Huyên, Hứa Nguyên có chút đưa tay, Huyên nguyên tam vẫn quyết lặng yên vận chuyển, một đám lửa từ lòng bàn tay của hắn dâng lên. Yếu ơ điêu dã huyết diễm chiều sáng u ám hẹp dài đường hành lang, đột nhiên sáng ngời để Tô Cẩn Huyên còn mắt một trận khó chịu, nhưng cũng bày yếu ớt, để nàng vẫn như cu có thể trông thấy trước mắt nam tử kia hẹp dài trong con người chữ ý cười. Tô Cẩn Huyên nắm đấm lập tức nắm chặt. Hứa Nguyên liếc qua ngồi xổm ở bên tường Tô Cẩn Huyên, cũng không nói chuyện, cười nhạo một tiếng, quay người liền đi. Tô Cần Huyên rủ xuống đôi mắt đẹp, hô hấp hỗn loạn mà gấp rút, móng tay nhẹ nhàng khảm vào lòng bàn tay ra thịt cũng không có chút nào phát giác. Nàng tại bị nam tử trước mắt treo đùa, phức tạp suy nghĩ để nàng trong lúc nhất thời có chút hô hấp không khoái, nhưng Hứa Nguyên bộ pháp cũng không có theo nàng ngây người mà đình trệ, một mực không nhanh không chậm đi lên, chậm dài ánh lửa cùng tiếng bước chân đều từ từ đi xa, thẳng đến hắc ám sắp đen Tô Cần Huyên lần nữa thôn phệ thời khắc, mới rất mình hoàn hồn nhìn thoáng qua phía dưới kia là người tuyệt vọng hắc ám cắn răng đứng dậy bước nhanh hướng phía ánh lửa kia đi xa phương hướng đuổi theo một lát sau nghe một mực đi theo phía sau cách đó không xa tiếng bước chân hướng nguyên bỗng nhiên cười nhẹ lên tiếng mới gặp tô cô nương không đi ta còn tưởng rằng người thích mật thất này nữa nha trầm mặc hai giây tô cần huyên thanh u thanh âm từ bậc thang dưới đường phương mười mấy mét ngoại chuyện đến đồn đại của nhiên không giả hứa trường thiên người tính cách coi là thật ác liệt như thế ác liệt như thế Tô cô nương cũng không nên nói loạn lời nói, ta tự nhận là tính cách coi như ôn hòa. Tô Cẩn Huyên giọng mang run rẩy, ôn hòa, hứa trường thiên ngươi nghiên cứu quỷ dị như vậy hình pháp, cũng không cảm thấy ngại nói mình tính tình ôn hòa. Hai người này ở giữa có gì xung đột, hứa nguyên ngư khí không có chút nào cải biến, ý cười vẫn như cũ. Nghiên cứu hình pháp liền đại biểu ta tính cách ác liệt, còn có, tô cô nương ngươi có phải hay không sai lầm một việc, quan hệ giữa chúng ta cũng không phải cái gì thân bằng hào hữu. Dừng một chút, hứa nguyên thanh âm mang theo một tia trào phùng chế nhạo. Tô cô nương người sẽ không muốn để bản công tử lấy ơn báo oán, dùng đúng đợi bằng hữu thái độ, đối đãi ngươi vị này kém chút giết ta cử nhân á. À. U dáng rất bậc thang nói đem hắn thanh âm kéo đến rất dài. Phía sau xa xa đi theo Tô Cần Huyên trực tiếp bởi vì lời này trầm mặc xuống, không có lại có trò chuyện. Hai người một trước một sau dọc theo hẹp dài bậc thang nói đi đến cuối con đường bình đài. Bình đài không lớn, nhưng có một cái cửa đá. Tô Cẩn Huyên sau lưng hướng nguyên hai mét chỗ ngừng lại. Hứa Nguyên chậm rãi quay người, nhìn xem cúi đầu trầm mà không nói Tô Cẩn Huyên, tiện tay ném đi một cây thật dài màu đen tơ lụa, thuận niệm phân phó, mang lên, Tô Cẩn Huyên vô ý thức tiếp nhận, nhìn thoáng qua trong tay tơ lụa, lần nữa ngước mắt ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, bất quá Hứa Nguyên chỉ là bình thản cùng nàng đối mặt. Cuối cùng, Tô Cẩn Huyên đem ánh mắt rời đi, cúi đầu xuống yên lặng bắt đầu đen tơ lụa quấn quanh ở chính mình hai con cổ tay trắng ở giữa. Hứa Nguyên nhìn xem nữ nhân này động tác, ánh mắt có chút cổ quái, hắn xem không hiểu nữ nhân này đang làm cái gì ngươi đang làm cái gì tô cần Huyên ngước mắt lạnh giọng hỏi lại ngươi không phải để cho ta đem chính mình cột lên à thanh âm của nàng có chút thành lãnh nhưng bởi vì trời sinh mỹ thể lời nói này ra liền dẫn vài tia như có như không mỹ ý Hứa nguyên ánh mắt bất đắc dĩ lắc đầu ai muốn người buộc chính mình cái này tơ lụa là cho người trẻ con mắt tô cần huyên nghe vậy ánh mắt càng thêm cảnh giác Hứa nguyên chỉ là không quan trọng nhìn chằm chằm nàng cười nói Ngươi không có tu vi mang theo nếu không nghĩ mù mất nhất nghe tốt ta bên ngoài hôm nay thế nhưng là lớn dương trời Tô cần Huyên mắc máy môi đỏ, bỏ qua một bên ánh mắt, nàng ý thức được đối phương nói đúng có ý tứ gì, châm mặc mấy tức, không nói gì, càng không có nói lời cảm tạ, chỉ là yên lặng đem cây kia thật dài hắc to lụa cuốn tay hai con mắt của mình phía trên. Trung quanh lần là nữa lâm vào một vùng tăm tối, trước mắt sáng ngời lại biến mất, bốn phía hắc ám để lúc trước loại kia vô tận sợ hãi một chút xíu lại lần nữa tràn lan lên nàng trong lòng. Mang tốt, hắn hỏi, mê mơ, nàng đáp, vậy ta mở cửa, hướng nguyên thoại âm rơi xuống, sau một khắc, mặt thắt lối vào cửa đá phát ra một tiếng âm ầm tiếng vang Ánh nắng thuận cửa đá tràn vào thầm nghĩ chỉ tiếc tô quản huyên lúc này nhìn không thấy cô tịch trong bóng tối ngầm nước ngạt thở cảm giác một đợt lại một đợt hướng nàng vọt tới nàng cưỡng ép khống chế chính mình bởi vì sợ mà có chút phát run thân thể dựa theo trong trí nhớ tìm tòi tiến lên ngươi sẽ không muốn chính mình bịt mắt đi ra ngoài á à? một tiếng mang theo ý cười từ trước người truyền đến sau đó người kia trực tiếp bắt lại nàng chậm rãi tìm tòi vách đá cổ tay đối phương bàn tay ấm áp mang tới an tâm cảm giác để tô cần huyên theo bản năng nắm chặt bàn tay hứa nguyên nhìn thoáng qua này vị diện sắc rõ ràng trở nên có chút cứng ngắc mị hồn ma thể cười nói ra buông lòng một điểm có bậc thang ta sẽ sớm cùng ngươi nói không cần khẩn trương như vậy rất lời hắn liền lôi kéo nàng đi ra cái này ủ à miên tĩnh mật thất bởi vì gian phòng cửa sổ vài mảnh đều là bị kéo lên toàn bộ trong phòng có vẻ hơi lờ mờ trận trận đồ ăn hương khí nhẹ nhàng từ trong khe cửa phiêu tán mà ra bà ăn mặn một chay một chén canh tính giang hứa phủ chủ bếp tay cầm môi nấu nướng ra nhân gian món ngon Tô Cần Huyên bịt mắt hắc to lùa đã bị lấy xuống, một đôi vũ mị cặp mắt đào hoa trầm thấp buông thóng, ngồi tại trong xương phòng bên bàn gỗ, dùng đũa trúc ngụm nhỏ ngụm nhỏ kẹp lấy đồ ăn. Khứ nguyên hôm qua lúc tu luyện mới uống một ngụm linh tuyền, tạm thời vẫn chưa đói, một mặt buồn cười yên tĩnh ngồi ở một bên đợi nàng. Tô Cần Huyên động tác nhẹ nhàng chậm chạp, như tiểu thư khuê các nhai ký nuốt chậm. Bất quá lúc ăn cơm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cũng rất là kiên quyết, giống như là ăn chặt đầu cơm. Tư hắn mang nàng tới hắn cái này phòng nhỏ qua đi, cái này mỹ ma tiểu thư liền cái này một bộ chuẩn bị khẳng khái chịu chết biểu lộ. Xem trường nữ nhân này hẳn là chuẩn bị mạnh miệng đến cùng, một điểm tin tức đều không lộ ra. Nhìn nàng hiện tại bộ dáng này, hơn phân nửa đã chuẩn bị kỹ càng tại bị ném vào kia mật thất. Bắt quá điểm ấy hướng nguyên cũng không có gì ngoài ý muốn. Như trong lòng mình nặng nhất ân nhân đều dễ dàng như vậy bán, Kiệt tô cần huyên cũng tự nhiên không xứng làm thương nguyên bên trong nữ chính một trong. Trong xương phòng rất yên tĩnh, chỉ có đỗ trúc thỉnh thoảng điểm nhẹ bác sứ phát ra tiếng đinh đông. Tô Cần Huyên nhai kỹ nốt chậm tinh tế ăn xong, buông súng đũa trúc, ánh mắt nhìn bốn bề một chút. Hứa Nguyên tiện tay từ tu di trong nhận tay lấy ra màu đen khăn gấm ném đi. Đưa ngươi, không dùng xong ta. Tô Cần Huyên không có nhận. Màu đen khăn gấm trực tiếp chậm rãi bay xuống tại nàng cặp kia bị hơi mờ màu trắng lăng la tất chân bao khóa trên đùi. Hứa Nguyên không lạnh không nhạt cười nói. Yên tâm, ta chưa bao giờ dùng qua. Nghe nói như thế, Tô Cần Huyên mới chầm mặc từ trên đùi nhặt lên tấm kia không lớn màu đen khăn gấm nàng thần sắc đoan trang đang dùng khăn gấm nhẹ nhàng xoa thử khuế môi vệt mẩn liền bỗng nhiên nghe anh cầm nhầm chương này màu đen ta giống như dùng qua tô cẩn huyên đối mặt hai giây nhìn đối phương ngực không ngừng chập trùng thở phi phó bộ dáng hướng nguyên cười ha ha đừng nhìn ta như vậy chỉ đua một chút mà thôi những ngày này ta nhưng dừng lại bữa ăn chính chưa ăn qua đây là lời nói thật có linh thuyền này trùng loại giống như tích cốc đan đồ vật có thể 24 giờ trạch tại gian phòng tu luyện thậm chí ngay cả như xí đều không cần những ngày này, Tô Cẩn Huyền cũng là bị ném cho ăn cái này linh tuyền. Tô Cẩn Huyên đem màu đen khăn gấm từ bên môi đỏ mọng cầm sùng tới, thả trên chân nắm chặt. Hứa Trường Thiên, trêu đùa ta rất có ý tứ, nhưng không có ý nghĩa, ta làm gì trêu bùa ngươi? Có như vậy một nháy mắt, Tô Cẩn Huyên trong lòng sinh ra một loại sông đi lên cùng cái này Hứa Trường Thiên liều mạng xúc động. Bắt quá nàng cái này một vòng xúc động vừa mới dâng lên, Hứa Nguyên liền nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt bàn gỗ, uốn lên con ngươi cười mỉm nói ra. Đương nhiên, nếu không phải giữ lại người hữu dụng, so với treo đùa người, ta kỳ thật cũng có khuynh hướng trực tiếp đem người giết. Thần sắc chỉ đạo, bắc vương hứa trưởng ca, ngư khí chỉ đạo, giết người không chớp mắt tuần đại tông sư. Tô Cần Huyên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng bối rối, nhưng rất nhanh biến mất, cười lạnh một tiếng. vậy ngươi liền trực tiếp giết ta, đừng nói nhảm. hứa Nguyên có chút không kia nhẫn khoát tay áo. người biết ta sẽ không giết người, người bây giờ có hai lựa chọn. thứ nhất, hiện tại đem người đưa về mật thất bên trong tiếp tục giam giữ. thứ hai, ta tuyển một. Tô Cẩn Huyên cứng cổ đánh gãy. Không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, Hứa Nguyên nhiều mày, hắn có thể thấy rõ ràng trước mắt Tô Quẩn Huyên thân thể tại bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, ánh mắt tối mật. Sau đó, Hứa Nguyên không cùng nàng từ chối, trực tiếp điểm đầu. Được, hắn mục đích từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, từ Tô Quẩn Huyên nơi này bộ lấy liên quan tới vị kia tần vệ cửu tin tức, nếu là có thể tiến thêm một bước, vậy liền tận khả năng lợi dụng hắc lân vệ tại cầm thành tra được đồ vật xúi giúp vị này mỹ ma gián điệp. Ta hiện tại không có đàm, vậy liền lại đóng lại một đoạn thời gian bàn lại, hắn dù sao là không nóng nảy. Chậm rãi đứng dậy, Hứa Nguyên đi đến nàng phụ cận, đem một đầu màu đen tơ lụa đặt ở trên bàn gỗ. Đã ngươi ngay cả cái thứ hai tuyển hạng đều không muốn nghe, vậy liền mang lên đi thôi. Bất quá ta thật rất hiếu kỳ, là nguyên nhân gì để ngươi như thế tín nhiệm vị kia tần tiên sinh? Mặc dù đã tại mới lạp bi lặp lại làm xong trong lòng kiến thiết, nhưng sự đáo lâm đầu tô cần huyên bị ổn hô hấp dần dần bắt đầu hỗn loạn. Bất quá nàng vẫn là đem hắc tơ lụa cầm lên, một bên run rẩy vì chính mình mang lên, một bên lạnh giọng nói ra: "Tần tiên sinh đợi ta ân trọng như núi, phốc" Hứa Nguyên nhịn không được, cười ra tiếng, ân trọng như núi. Ngươi, ngươi cười cái gì? Bởi vì sắc trở lại tuyệt vọng sợ hãi, cùng đối với ân nhân tôn trọng để Tô Cẩn Huyên cảm xúc hơi không khống chế được. Hứa Nguyên không nhanh không chậm trả lời, đừng kích động. Tần tiên sinh đỡ ngươi đúng là ân trọng như núi, dù sao hắn nhưng là đem ngươi cả nhà giết, lại đem ngươi từ nhỏ nuôi đến lớn. Tô Cẩn Huyên trầm mặc một lát lên tiếng, cấp thấp châm mỏi ly gián. Nếu của như thật cấp thấp, lúc trước trên xe ngựa ta lần thứ nhất nói ra lời này thời điểm ngươi vì cái gì phản ứng lớn như vậy? vô duyên vô cờ nói xấu là người đều sẽ tức giận hơi trầm ngâm hứa nguyên một tay lấy hắc to lụa kéo xuống nhìn xem con mắt của nàng nếu là nói xấu kia lúc trước vì sao người không phản bác ta mà là lựa chọn trầm mặc cùng nói láo vừa đi vừa về tránh vấn đề này tô cẩn huyền cũng nhìn chằm chằm hứa nguyên không hề nhượng bộ chút nào ngươi nói những cái kia đều là không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ ăn không răng chẳng ai cũng sẽ không chung lâu các suy luận có gì phản bác ý nghĩa ngươi nói đúng lúc trước đúng là không chung lâu các Hứa Nguyên từ tu di trong nhẫn lấy ra một phần mật báo, tiện tay ném ở Tô Cẩn Huyên trước mặt trên mặt bàn, nhưng bây giờ không phải. Tô Cẩn Huyên nhìn xem mật báo phong bì con người có chút co rụt lại, ánh mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không nhúc nhích. Nàng không thể tin tưởng, hoặc là nói không muốn tin tưởng. Trong xương phòng lờ mờ một mảnh, bên ngoài ánh nắng bị rèm cách trở bên ngoài, yên tĩnh mấy tức, Hứa Nguyên nhẹ giọng hỏi, Người không nhìn à?" Tô Cẩn Huyên chỉ là nhanh chóng lạnh giọng nói ra, "Hứa Trường Thiên, ngươi phí hết tâm tư là một màn như thế tiết mục, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi những này biên soạn ra chứng cứ hứa nguyên lắc đầu đầu tiên là ghét bỏ không có chứng cứ chứng cứ tìm tới cho ngươi ngươi liền nhìn một chút cũng không dám á. nói đến đây hứa nguyên bỗng nhiên khẽ thở dài một cái mà lại tô cẩn huyên ngươi đem mình nghĩ quá nặng đi từ tần vệ cửu ngay cả công pháp tu hành cũng không chịu truyền cho ngươi điểm ấy đến xem ngươi chỉ là hắn một cái thật đáng buồn công cụ biết rõ so tin tức kỳ thật căn bản sẽ không liên quan đến hạch tâm ta tướng quốc phủ muốn động hắn tần vệ cửu ngươi biết tình báo chỉ là dệt hoa trên gấm anh đúng rồi hứa nguyên bước chân nhẹ nhàng chậm chạp trong phòng dạo bước ngươi muốn biết vì cái gì tần vệ cửu không chịu truyền cho ngươi công pháp à tô cẩn huyên một đôi mắt đẹp có chút chấp động nhưng vẫn như cũ nhìn chăm chăm hứa nguyên giữ im lặng dừng mấy tức không ai vài phụ hứa nguyên cũng vui vẻ đến làm đơn độc bởi vì hắn không dám bị hồn ma thể sự không chắc chắn quá lớn cho dù người tận lực thu liễm không đối người một nhà dùng mỹ thể thiên phú nhưng theo tu vi tăng lên bị hồn ma thể thiên nhiên mỹ ý vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh Tân vệ cửu tự thân tu vi cao thâm không nhận người ảnh hưởng, nhưng hắn thủ hạ không được. Nói đến đây, hứa nguyên mỉm cười. Chỉ cần dưới tay hắn có một cái cảm kích người bởi vì thể chất của ngươi mà yêu ngươi, vậy thì có khả năng để ngươi biết được năm đó chân tướng. Vừa nói, hứa nguyên lại từ tu di trong nhẫn lấy ra một bản chân quý điển tịch. Đây là một bản liên quan tới mị hồn ma thể điển tịch, ngươi có thể nhìn xem ta nói chính là không là thật, rồi quyết định có nhìn hay không hắc lân vệ đi cầm thành tìm ra tình báo. Nghe được cẩm thành hai chữ, tô cần huyên ánh mắt rõ ràng hơi dao động một chút hứa nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng cho ngươi nửa canh giờ nửa canh giờ ta sẽ trở về nếu là ngươi quyết định vẫn là như thế vậy ta cũng không tại gặp lại nhiều lời nói xong hứa nguyên quay người đi ra phòng nhỏ thiên thể nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại chỉ lưu tô cần huyên một người nhìn xem bàn kia bên trên cổ tịch cùng mật báo sững sờ xuất thần hứa nguyên kỳ thật một mực là đối tô cần huyên cầm thái độ hoài nghi liền như là tô cần huyên không tín nhiệm hắn đồng dạng hắn cũng không có khả năng tin vào đối phương lời nói của một bên bất quá kia phần mật bảo đảm bên trong tin tức đúng là nghiệm minh tô cần huyên nhi lúc gia đình từng tao ngộ biến đổi lớn phụ mẫu tại thế thời khắc tô cần huyên gia cảnh rất là giàu có cha mẹ của nàng khi còn sống tại giang nam phủ cùng cầm thành một vùng kinh doanh một chỗ quy mô không lớn không nhỏ thương hội tô tần hãng buôn vải chủ doanh nghiệp vụ là vải vóc tơ lụa cùng nữ sĩ chuyên dụng một chút hương liệu son phấn bởi vì tô cần huyên phụ thân cùng lúc ấy giang nam phủ thiên an thương hội trong đó một cái người phụ trách là đồng môn mặc dù không tính thân mật nhưng bằng cái tầng quan hệ này tăng thêm một chút nặng nề tiền biếu Tô Tần hãng buôn vải cùng Thiên An Thương hội cái này thế lực bá chủ tại một chút phế liệu bên trên đặt thành thương mộ hợp tác, mà cũng nguyên nhân chính là như thế, tại đối phương trong nhà bị diệt môn thời khắc, Hắc Lân vệ từng tự mình điều tra qua việc này, chính mình một cái hợp tác thương hội không hiểu thấu không có, mà lại là lấy bị diệt cả nhà hình thức, tự nhiên là muốn điều tra một phen. Đối phương làm được rất bí ẩn, nhưng Hắc Lân vệ vẫn là thông qua chính mình đã hưu các loại tin tức con đường hoàn nguyên ra được đại khái tình huống. Tô Cần Huyên cửu ra là có hai cỗ, một cỗ là xuất tiền, một cỗ là xuất lực xuất tiền chính là giang nam hãng buôn vải bên trong ba cái thương hội xuất lực chính là phủ thành bên ngoài một nhóm sơn phỉ xuất lực sơn phỉ được chuyện sau liền bị xuất tiền ba nhà thương hội diệt sạch sẽ mà hắc lân vệ điều tra đến nơi này cũng liền sau không có tiếp tục thâm nhập sâu bởi vì tô tần hãng buôn vải chỉ là thiên an thương hội cấp thấp nhất một cái vật liệu thương nghiệp cung ứng không liên quan hạch tâm lợi ích tự nhiên cũng không có tham gia tất yếu lúc trước thiên an thương hội xử lý đến phương thức cũng rất đơn giản từ trong đó tầng quản sự ra mặt đi gõ cái này ba nhà không tuân quy củ thương hội một phen làm cho đối phương cho một số lớn phí bồi thường về sau việc này liền như vậy bỏ qua thiên an thương hội cầm đền bù ba nhà thương hội thông qua sau đó pháp tập giá thấp được sản nghiệp quan phủ đã cầm pháp đập bạc lại diệt nạn trộm cướp ân không ai thụ thương thế giới như vậy đạt thành đương nhiên cho dù cầm trộm tốt chuyện này tương quan hồ sơ vẫn như cũ tồn tại tại nơi đó hắc lân vệ phủ khố bên trong bây giờ hứa nguyên hạ lệnh một lần nữa điều tra việc này lúc trước hồ sơ bị một lần nữa lật ra giang nam phủ hắc lân vệ lập tức bắt đầu tra rõ lúc trước kia ba nhà hãng buôn vải nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì bởi vì lúc trước người chết hết cho dù những ngày này giang nam phủ hắc lân vệ toàn lực điều tra cũng không thể tin tới dù là một người sống coi bản tra được một nửa sự tình cũng bởi vì manh mối nhân vật đã chết mà gián đoạn tân vệ kiều tại vấn đề này bên trên làm phi thường chuyên nghiệp bất quá cũng may tướng quốc phủ hắc lấn vệ cũng phi thường chuyên nghiệp liên tục đổi mấy đầu truy tra mạch suy nghĩ cuối cùng tại tô tần hãng buôn vài lúc trước sản nghiệp bên trên phát hiện một chút mảnh khế tô cần huyên phụ mẫu chết rồi nhưng bọn hắn danh nghĩa khống chế địa sản khế ước lại sẽ không hư không tiêu thất tô cần huyên được cứu đi không người kế thừa thời gian vừa đến trực tiếp bị quan phủ đầu giá đúng vậy tần vệ cửu lúc trước chỉ là đen tô cần huyên người cấp cứu đi cũng không có giúp đỡ nàng giữ vững gia nghiệp không giúp nguyên nhân có rất nhiều điểm trọng yếu nhất hẳn là không hề động cơ Mặc dù cứu Tô Cần Huyên hành vi là tỉ mỉ bày ra, nhưng tần vệ cửu nhất định phải biểu hiện thành tiện tay vì đó. Thấy người đáng thương cho nên tiện tay cứu ngươi, sau đó ta còn phải lại tận tâm tận lực giúp ngươi đi thủ gia sản. Không quen không biết, trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Căn cứ điểm này nguyên tắc, cho dù giúp Tô Cần Huyên báo thù diệt khẩu, tần vệ cửu cũng là đợi đến mấy năm sau cùng Tô Cần Huyên chậm rãi thành lập được thân tình sau mới bắt đầu hành động. Hết thảy đều cẩn thận đến một nhóm, nhưng thực sự không chịu nổi thù hạ có heo. Những này sản nghiệp đối với tân vệ cửu không tính là gì, nhưng đối với hắn một chút thủ hạ người lại là một tảng mỡ dày. Mười mấy năm trôi qua, Tô Cẩn Huyên phụ mẫu lúc trước những cái kia sản nghiệp, nhiều lần chăn chọc cuối cùng đều trực thuộc tại một cái gọi tịch thương tên người hạ. Người này tên gọi cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn là không hoa thương hội hội trưởng con rể nhị ca. Không hoa thương hội ngay tại chỗ quy mô khá lớn, không lệ thuộc bất kỳ thế lực nào. Trao được cái này, manh mối xe như lại đoạn mất. Bởi vì có lớn thương hội thôn tính trình hợp các loại sản nghiệp là trên đời này không thể bình thường hơn được sự tình. Giang Nam Hắc Lân Vệ như vậy báo cáo, lần này điều tra đang chuẩn bị cao lấy đoạn lúc. Để kinh bên kia Hắc Lân Vệ tổng chỗ truyền về một cái mấu chốt tin tức đến đến cái này không hoa thương hội đến phía sau là tần vệ cửu thế gia sở thuộc tông môn. Tin tức này lập tức để Giang Nam phủ Hắc Lân Vệ lại tới tinh thần. Tần vệ cửu lúc trước không có chạm qua tô cần huyên phụ mẫu sản nghiệp, nhưng trong tay ám tử lại đem người ta sản nghiệp chiếm nếu là bên ngoài chiếm rơi cũng không có gì dù sao tô cần huyên như vậy tín nhiệm người người cùng hẳn quan hệ cũng như huynh muội thay người quản lý chờ đến lúc đó đến liền trả lại cũng có khả năng nhưng vụ trộm chiếm rơi tin tức này đã làm cho nghĩ sâu xa mặc dù vẫn như cũ không tính là gì thực chất chứng cứ nhưng cũng cho giang nam hắc lân vệ cung cấp một cái điều tra phương hướng từ dưới lên trên giò xét bởi vì kia ba nhà nhân vật mấu chốt bị diệt khẩu mà đứt manh mối có bây giờ cái này mới đầu manh mối vậy liền có thể từ trên xuống dưới cha cha lấy cha giang nam hắc lân vệ liền phát hiện cái này hai đầu manh mối gãy mất địa phương liều ở cùng nhau tô cần huyên phụ mẫu lúc trước sáng lập tô tần hãng buôn vải dựa lưng vào tiền an thương hội làm ăn mà bọn hắn ba nhà thì là dựa lưng vào không hoa thương hội việc này biết được đường tắt cũng rất đơn giản tựa như hiện đại quần áo hàng hiệu cuối cùng sẽ là một chút hai mươi lên danh những này kẻ hở sinh tồn cỡ nhỏ hãng buôn vải cùng cơ lớn thương hội một khi đạt thành hợp tác hận không thể đem trong hợp tác cho tiếp trên trán xem như một loại khác loại chất lượng chứng nhận chỉ cần đi thăm viếng hỏi thăm một chút hạng buôn vải phía dưới những cái kia hành nghề vượt qua 20 năm lão quản sự liền có thể biết việc này. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Tô Cần Huyên kia ba nhà cửu nhân lúc trước hãng buôn vải sản nghiệp tất cả đều trực tụ ở nơi này không hoa thương hội danh nghĩa, không hoa thương hội trực tiếp chiếu đơn thu hết cái này ba nhà hãng buôn vải tất cả sản nghiệp, ngoại trừ lãnh sự người bởi vì chết mà bị đổi hết, còn lại bên trong cao tầng quản sự vài chục năm xuống tới cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến động. Hứa Nguyên lúc trước nhìn thấy cái này trực tiếp cười ra tiếng. Thu mua xong một công ty, coi như không nên lập tức làm to chuyện khiến cho lòng người bán hoàng. Nhưng ngươi tối thiểu đến đổi hai cái tâm phúc tại vị trí then chốt lên đi. Ngươi cái không hoa thương hội thu mua xong ba nhà hãng buôn vải vài chục năm một cái quản sự đều không đổi là có ý gì? Lúc trước cổ phiếu thay mặt cầm, hiện tại vật quy nguyên chủ đúng không? Thời gian qua đi hơn nửa canh giờ, Hứa Nguyên khoan thai tới chậm đầy cửa phòng ra đi vào gian phòng. Trong phòng tia sáng như trước vẫn là như vậy ảm đạm. Đồ ăn món ngon đã bị thị nữ lấy đi, chỉ còn nữ tử đơn độc ngồi tại bàn tròn nhỏ trước trên ghế. Tô Cẩn Huyên đưa lưng về phía cửa phòng, gẫn lưng rất thẳng, nhưng có chút đơn bạc. Hứa Nguyên chậm dài đến gần, phát hiện nàng màu xanh trắng lăng la xa y hạ thân thể mềm mại giờ phút này ngay tại có chút phát run, lại đi về trước hai bước. Tô Cẩn Huyên mang theo vẻ run rẩy thanh âm nhẹ nhàng chuyển đến: Ngươi, ngươi có chứng cứ a? À, tần, Tần Tiên Sinh cùng kia hoa không thương hội liên hệ. Hứa Nguyên nghe vậy giữ im nặng đi đến đối phương trước mắt. Hắn vừa rồi đi ra ngoài chính là đi tìm cái này. Công ảnh nghĩ một đường thông qua đưa tin chặn để đế kinh bên kia đem cái này mấu chốt chứng cứ truyền đến qua. Chỉ là không nghĩ tới đồ vật là thật hơi nhiều, dùng trận pháp chữ hoạt khắc ấn cơ y nấn thời gian đều vượt qua nửa canh giờ. Đông đến đến, tâm niệm vừa động, mấy giày trồng chất sổ sách bị hứa nguyên từ tu di trong nhẫn lấy ra, rơi trên mặt đất phát ra một trận trầm đục. Tôi cần huyên ánh mắt sững sờ, nhìn chăm chăm hứa nguyên móc ra những này tràn đầy một chỗ khoản quê hương nhìn nửa ngày, mới thấp giọng nói. Đây là, hứa nguyên ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, thanh âm không vội không chậm. Không hoa thương hội mười mấy năm qua sổ sách, bọn hắn mỗi tháng đều sẽ có một số lớn bạc, dược liệu, thành phẩm đan giữa các loại tư nguyên chảy ra đến trời ngự tông, ngươi có thể chính mình nhìn xem. Nhìn xem như thế một chỗ khoản quê hương, Tô cẩn Huyên sững sờ có chút xuất thần. Nàng hỏi ra vừa rồi vấn đề cũng không phải là muốn đáp án, mà là muốn phủ định trong lòng mình đối tần tiên sinh hoài nghi. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, mặc kệ Hứa Trường Thiên xuất ra chứng cớ gì, đều sẽ cùng hắn nói tiếng một câu. Nói miệng không bằng chứng, có lẽ chứng cứ này là người biên soạn nhưng bây giờ câu nói này làm thế nào cũng nói không ra miệng nhiều lắm không hoa thương hội một cái phòng nhãn đại viên toàn cảnh cũng có thể coi là là trung đẳng quy mô khu vực tính thương hội vài chục năm tích lũy được sổ sách đã nhưng nói là trồng chất như núi sổ sách loại vật này cũng không phải là bằng tưởng tượng liền có thể tùy ý biên soạn có đến tất có đi tới lui tất bằng nhau nhập chứng cùng ra sổ sách là có thể hạch toán cho dù hứa trường thiên có thể biết trước từ nàng bị bắt một khắc kia trở đi liền hạ lệnh biên soạn ngắn mùi một tuần cũng không có khả năng biên soạn ra nhiều như thế sổ sách Hứa Nguyên nhìn xem Tô Cẩn Huyên thần sắc, trong lòng đại khái hiểu rõ. Anh, nếu là sổ sách thứ này biên soạn đơn giản như vậy, kiếp trước cũng sẽ không có nhiều như vậy kế toán ra có nồi mùi sổng phòng giam. Hứa Nguyên tùy ý cầm lấy trên đất một bản khoản lật ra, một bên lật xem, một bên thuận miệng nói ra. Nếu như ngươi cần không hoa thương hội giả sổ sách so sánh, ta cũng có thể phân phó đế kinh hắc lân vệ truyền tới. Giả sổ sách, thật sổ sách, Tô cần huyên nhìn trước mắt trống chất như núi sổ sách, tâm thần hơi run dày. Nếu như đây đều là giả tạo, kia hứa trường thiên còn phải trong biên chế toàn một phần số lượng cung cấp giả sổ sách loại này mấy trăm vạn chữ công trình lượng mười ngày là tuyệt đối làm không hết đây là thật tô cần huyên thanh nhầm rất nhẹ mang theo nồng đậm mê vóng hứa nguyên nghe nói như thế trực tiếp cười nhạo một tiếng tại nàng ánh mắt trong lại lúc hơi có vẻ ngoạn vị nói ra đương nhiên là thật bất quá ngươi cái này tin ta còn lấy ngươi sẽ tiếp tục mạnh miệng nói những này sổ sách là ta tướng quốc phủ chỉ là mấy ngày nay hơi già công sửa một chút tô cần huyên trong lòng trong ngày mắt lại là một đám lửa thăng lên cắn môi hứa trường thiên người người muốn như thế nào ta muốn như thế nào hứa nguyên đầu ngón tay nhẹ nhàng đập trước mặt bàn gỗ ta đương nhiên là một đánh tiêu trong lòng người tất cả lo nghĩ người mới vừa rồi không có nghĩ như vậy tôi cần huyên trầm mặc lắc đầu nâng theo lấy đánh mặt bàn thành khẩn âm thanh hứa nguyên đều đâu vào đầy nói ra ta đều nói người có thể chính mình nhìn xem cái này sổ sách bên trên thương mộ đối tượng thương mộ địa điểm thương mộ thời gian lại làm phán đoán tôi cần huyên đôi mắt lấp lấy một lát không nói một lời chậm rãi đứng dậy từ đó đống kia tích như núi sổ sách bên trong rút ra một bản trở lại chỗ ngồi trầm mặc xem hứa nguyên thấy thế không có thúc giục an tĩnh ngồi một hồi liền trực tiếp đứng dậy rời đi hiện tại hắn muốn làm cũng chỉ là chờ đợi một người tin tưởng vững chắc hơn 10 năm đồ vật tựa như là một khối cứng rắn bàn thạch bình thường rất khó dao động nhưng tên là hoài nghi hạt giống tại mặt ngoài bắt đầu mọc rễ nảy mầm tiếp súng chỉ cần lặng lặng chờ đợi hạt giống này trưởng thành đem vé này bàn thạch từ nội bộ đè ép nước ra vỡ nát thời gian phi tóc trôi qua Tô Cần Huyên sự tình chỉ là hứa nguyên hiện tại trong sinh hoạt một khúc nhạc đệm, xử lý xong liền tạm thời ném sau ót. Nhận được đến từ đế kinh bên kia đưa tin về sau, Lý Quản sự cùng ngày liền đem hứa nguyên lúc trước cho báo ra đan dược đều, đều đều đưa tới. Nhưng đan dược số lượng lại có chút không như ý muốn. So với trước đó hứa trường ca cả bình cả bình cho, Lý Quản sự mang tới những đan dược này đều là không giải rác tán. Trong đó như là hộ mạch đan, quảng lăng đan loại hình đan dược thậm chí ngay cả một bình đều không có đổ đầy nếu là hứa nguyên hắn mở rộng tu luyện kẻ mấy đan dự đoán chừng không đến một tuần liền có thể đến tiêu hao hầu như không còn rơi vào đường cùng hứa nguyên đành phải một lần nữa điều chỉnh tiến độ tu luyện của mình không có đan dự bảo dưỡng một mực siêu phụ tải vận chuyển công pháp tu luyện kinh lạc sẽ có nhỏ nhỏ cảm giác truyền đến cũng là bởi vì như thế cái kia có thể không biết ngày đêm đắm chìm mà tu luyện thời gian vừa đi không còn quay lại bắt quá tu luyện thời gian ngắn cũng không đại biểu hứa nguyên không có việc gì mặc dù có nguyên thân ký ức nhưng đối phương đối cái này tu luyện xong toàn nhất khiếu bất thông hắn cần đọc dò xét tiền tịch đến bổ sung khối này trồng trộ để tránh về sau gặp được một ít tình huống đặc biệt mà thúc thủ vô sách mỗi ngày sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi dần dần cố định xuống nhưng đại khái cũng liền bốn dạng đi ngủ ăn cơm tu luyện đọc sách bất quá tại hai ngày sau mỗi ngày trừ cái này bốn dạng hoạt động bên ngoài hướng nguyên nhiệm vụ hàng ngày lại nhiều đồng dạng thực chiến mỗi lần tu luyện xong cùng chu sâm cùng một chỗ từ võ tiên viện ra đều sẽ đường tác diễn võ trường nhìn xem những cái kia lớn cơ bà nhóm quyền quyền đến thịt lẫn nhau bác thực chiến tâm huyết răng trào phía dưới hứa nguyên động ra sân giao đấu suy nghĩ bởi vì cho đến ngày nay hắn còn chưa cùng ngang nhau thực lực người chân chính động thủ một lần ngửa tay phía dưới hắn trực tiếp lên trận gặp tam công tử đi lên nguyên bản khí thế ngất trời diễn võ trường lập tức lặng ngắt như tờ tiếng xấu bên ngoài không ai dám bên trên tại hứa nguyên lập đi lập lại cường điệu chính mình sẽ không mang thủ, lại trực tiếp cho ra đan dự ban thưởng tình hùng dưới rốt cục có một cái bát phẩm tôi mạch vó đầu chậm rãi lên trận thực lực của đối phương hứa nguyên rất hài lòng kịch bản nhân vật chính lúc này cũng là bát phẩm nhưng một cái liền có thể đánh một đám nhà hắn bát phẩm tôi mạch cảnh hộ viện hứa nguyên cảm thấy mình coi như so ra kèm cái kia nhân vật chính dựa vào huyết nguyên tâm vẫn quyết đánh bại đối diện bát phẩm tráng hán hẳn không phải là vấn đề sau đó sau đó hắn liền thua bại hoàn toàn tại huyết nguyên tâm vẫn quyết cường đại gia chỉ dưới hắn cũng căn bản không phải kia bát phẩm võ đồ đối thủ hữu lực làm không lên đối phương quyền cước một đợt nối một đợt thế công kéo dài như thủy triều, đánh không đến một phút hắn bị buộc ra đài diễn võ. Đứng tại đài diễn võ dưới, Hứa Nguyên có thể cảm giác được, nếu không phải đối diện kia võ đồ bận tâm thân phận của hắn, một mực đánh bó tay bó chân, khả năng mấy chiêu xuống tới hắn liền phải trực tiếp nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Có thể tại cái này võ tuyên viện bên trong không có tầm thường. Những này đi võ đồ một đạo hộ viện không phải cái gì đầu đường lưu manh. Trong bọn họ mỗi một cái đều là từ tại thiên an võ quán kia ngàn vạn bình dân học sinh bên trong tuyển chọn tỉ mỉ còn lại người nổi bật nói là từ trong đống người chết bò ra tới đều không chút nào quá đáng một khắc này hứa nguyên bỗng nhiên liền hiểu được kịch bản nhân vật chính tần mặc bát phẩm có thể chém ngược nhà hắn thất phẩm hộ viện hàm kim lượng nếu là hắn hiện tại đơn độc đối đầu tần mặc khả năng vừa đối mặt liền phải chết không nói thêm gì hứa nguyên ném ban thưởng trực tiếp rời đi cái này phản ứng trực tiếp đem cái kia được ban thưởng tôi mạch kính tráng hán cả tròn váng hắn cho là mình muốn xong lục phẩm sát thân đỉnh phong thiên tài tiết dũng bị cái này tam công tử nói giết cũng liền giết huống chi hắn một tiểu tiểu bát phẩm tôi mạch mang tâm tính thất thỏm đợi đến ngày thứ hai kết quả hắn lại tại diễn võ trường thấy được tam công tử thân ảnh lần này tam công tử trực tiếp mang theo nguyên một bình thối cốt đan đánh thẳng hắn một lần đến một hạt thối cốt đan bọn hắn những ngày bắt phẩm tôi mạnh một tháng mới có thể có ba hạt Trọng thường phía dưới có dũng phu rất nhanh người thứ hai bị ban thưởng dẫn dụ người ra sân một phút sau người kia liền dẫn một viên thối cốt đan xùng tới bị đánh bay ra sân tam công tử không nói gì chỉ là ngồi tại bên bàn lẳng lặng điều tức nửa khắc đồng hồ liên lại lên đài Trang diện yên tĩnh một mảnh, một mảnh trong trầm mặc, cái kia nhận đám một viên thối cốt đan người thử nghiệm lại lên sân khấu một lần. Rất nhanh, hắn lại tại bên sân bị kia dầu ra sùng xoàm trung niên nam nhân nơi đó dẫn tới viên thứ hai thối cốt đan. Lan Tam công tử hứa ra ban thưởng cùng hứa hẹn bị nghiệm chứng, vào tiên viện bên trong dần dần bầu không khí dần dần hoạt lạc. Thời gian như thói đưa, nhất chuyển nửa tháng, đại diện võ hạ đám người yên tĩnh một mảnh. Trên đài hứa nguyên cùng bắt phẩm võ đồ chiến đấu đã tiến vào gây cấn. Trầm muộn quyền cướp từng tiếng âm thanh vào thịt, không ngừng trằn trọc xê dịch ở giữa hướng nguyên đột nhiên bàn tay thành đao hư không vung lên xoát đến đến như dao màu máu gợn sóng trong nhảy mắt chém ra cưng tráng nam nhân con người có co rụt lại vội vàng thấp người tránh thoát đồng thời bỗng nhiên một cái tụ lực quanh quyền hướng phía hứa nguyên mặt đập tới nắm đấm nhắc lên kình phong cơ hồ lau mặt gò má lướt qua mà theo một quyền má qua trang hán bên cạnh sườn bại lộ tại hướng nguyên trước mắt thấy thế hứa nguyên biến trưởng thành quyền công phu vận chuyển màu máu hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm trên đó hứa nguyên trực tiếp một cái đấm móc hương phía đối phương bên cạnh sườn oanh ra trước mắt nam nhân tựa hồ sớm phát hiện hứa nguyên mục đích vết chai chảy rộng bàn tay đang oanh kích đến trước một cái chớp mắt ngăn tại chính mình xương sườn trước Ừm, um, một tiếng vang trầm từ dưới trí thượng cường đại kinh lực trực tiếp đem chàng hán toàn bộ thân thể đều đánh cho lăng không mà lên hứa nguyên theo sát lấy chính là đấm ra một quyền nhưng chàng hán sớm đã dùng bác thịt cuộn cuộn hai tay bảo hộ ở trước người lại là một trận vào thịt vàng động mặc dù có chỗ phòng hộ nhưng bay ở giữa không trung không chỗ mượn lực chàng hắn trực tiếp bị cái này cường đại kinh lực đánh bay ra đài diễn võ sau khi hạ xuống lui hai bước ổn định thân hình chàng hắn vuốt vuốt hơi tê tê hai tay tiếc núi thở dài ông quyền kho người thi lễ tam công tử là tại hạ thua hô đứng tại đài diễn võ bên trên hướng nguyên thật dài thở ra một hơi nửa tháng đến hắn lần thứ nhất thắng mặc dù là dựa vào huyết nguyên tâm vẫn quyết ra chi hạ cường đại kinh lực cưỡng ép đem đối phương ném ra đài diễn võ nhưng hắn trung quy là thắng một lần Hứa Nguyên bên cạnh mắt nhìn về phía đài diễn võ bên cạnh đừng đấy Chu Sâm. Chu Sâm thấy thế hướng về phía Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, thì lẽ một cái, cười ha hả nói ra: "Tam công tử, hắn không có lưu thủ, đạt được nhân sĩ chuyên nghiệp chứng nhận." Hứa Nguyên trực tiếp nhảy xuống đài diễn võ, chỉ chỉ bên kia tráng hắn phân phỏ nói: "Cho hắn một hạt thổi cốt đan, hôm nay tạm thời liền đến cái này, chúng ta đi." "Được rồi." Chu Sâm nghe vậy cười một tiếng, tiện tay vung ra một hạt thối cốt đan, liền đi theo Hứa Nguyên đi ra võ tuyên viện đi tại trở về phòng trên đường Hứa nguyên có chút chật vật hoạt động đau bút nhức thân thể mới khẩn thiết vào thịt đều là đánh vào người mặc dù có huyết nguyên tâm vận quyết hộ thể vẫn như cố buồn bực đến hẳn quá sức đoán chừng đêm nay cởi quần áo ra lại là toàn thân tím xanh Hứa nguyên sò lên gương mặt của mình một trận nhỏ nhói, nhói từ xương gò má chỗ truyền đến có chút bất đắc sĩ nói ra những ngày hồ viện ngược lại là là càng ngày càng thoải mái chu sâm theo ở phía sau cười ha hà trả lời công tử ngài thực chiến càng ngày càng mạnh những ngày hồ viện còn dám không đem hết toàn lực mỗi ngày thối cốt đan coi như không cầm được. Hứa Nguyên nghe vậy cười một tiếng, nhưng Tiểu Dung trận liền cũng thu liếng. Hiện tại hắn cũng không có tư cách tại cái này cần ý. Mặc dù bây giờ hắn thực chiến thực lực xác thực tiến bộ thần tốc, nhưng kỳ thật chính là dựa vào huyết nguyên tâm vận quyết mang đến đến thuộc tính nghiền ép. Tốc độ của hắn cùng lực lượng quang đối diện tôi mạch võ đồ một màng lớn, kém như vậy cách mới khó khăn làm đánh cái ngang tay. Đây có gì có thể được ý chỗ, mà lại càng quan trọng hơn là huyết nguyên tâm vận quyết tu được là khi nói, là pháp gia, rằng được là cách không đả thương địch thủ mà hắn bây giờ còn dừng lại tại cơ sở nhất quyền cướp vật lộn hoàn toàn không thể phát huy giá huyết nguyên tâm vận quyết đến chân chính uy năng nghi đến hướng nguyên khẽ thở một hơi xét đến cùng hay là hắn đối huyết nguyên tâm vận quyết độ thuần thục không đủ phương thế giới này chiến đấu rất phức tạp cũng không phải là hô cái danh tự kỹ năng trực tiếp liền dùng đến muốn dùng tương ứng chiêu thức đến dựa theo đặc biệt kinh lạc vận chuyển công pháp hắn lúc trước lúc chiến đấu vận chuyển đều là chút trụ cột nhất nhưng cái kia uy năng khá lớn chiêu thức trong thực chiến căn bản không thả ra được Mỗi lần vận chuyển công pháp xoa kỹ năng xoa đến một nửa, Liên sẽ bởi vì đối diện các loại thế công, cùng thân thể của mình tràn trọc xê dịch mà bị đánh gãy. sợ theo huyết nguyên tâm vẫn quyết chúng được miêu tả, chỉ cần các hạng kỹ xào vận dụng thuần thục, cùng giai bên trong xác nhận vô địch, chỉ có kinh lịch mới có thể phát hiện không đủ. Thế giới này cũng không chỉ có tu luyện, hắn muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều rất nhiều. Những này hậu viện xác thực đều là cùng giai bên trong trong trăm có một hảo thủ, nhưng phải biết những người này đối đầu kia kịch bản nhân vật chính tần mặc vẫn như cũ không phải địch. Trầm mặc đi ra ngoài rất xa. Hô, hô, hô hà. Theo một trận tiếng thở dốc dồn dập, một cái khuôn mặt thanh tú thị nữ thờ hồng hộc từ đằng xa trong sân chạy tới phụ cận. Ba, tam công tử, nhìn đối phương khuôn mặt hứa nguyên nhiều mày. Hắn nhớ khi đối phương là lý quản sự an bài chiều cố tô cần huyên sinh hoạt thường ngày thị nữ. Chuyện gì? Thị nữ thờ không ra hơi. Tô tiểu thư nói, nói nàng muốn gặp tam công tử ngài một mặt. Tại hứa nguyên xa vào thực chiến những ngày này, tô cần huyên bên kia một mực uốn tại trong xương phòng không có ra khỏi cửa, mặt ăn mất ngủ sen thẩm tra đối chiều lấy kia không hoa thương hội sổ sách. Đối với nàng mà nói, phủ định tần vệ cửu giống như là phủ định chính nàng hơn 10 năm nhận biết, cho nên nàng liều mạng muốn tại những này sổ sách bên trong tìm ra sơ hở. Hứa nguyên lúc trước biết được về sau, liền để cho người ta đi đem không hoa thương hội bên ngoài giả sổ sách cùng nhau in ẩn ra, đưa đi tô cần huyên chỗ ở gian phòng tùy ý nàng so sánh kiểm tra. Mà tô cần huyên cái này tra một cái, chính là rộng rã hơn nửa tháng. Đi vào phòng nhỏ phụ cận, hứa nguyên một mình đẩy cửa vào. Không ngoài dự liệu, bên trong cả gian phòng khắp nơi là trồng chất như núi các loại sổ sách trên giường, trên mặt đất, trên mặt bàn, trên bệ cửa sổ, có lật ra, có khép kín, thậm chí còn có bị phá tan thành từng mảnh. Đảo mắt một vòng cái này tạp nhạp phòng, hướng nguyên ánh mắt cuối cùng rơi vào kia bồ đoàn trên người nữ tử. Tô Cần Huyên ngồi quỳ chân tại khay trà cái khác bồ đoàn bên trên, khuôn mặt có chút tiểu tụy, nhưng ánh mắt lại không còn giống như lúc trước như vậy bàng hoàng. hướng Nguyên trực tiếp dẫm lên các loại sổ sách, đi đến đối diện nàng ngồi xuống, chính mình cho mình rót một ly trà, hỏi, tôi có nương xem hết rồi, không có. Tô Cẩn Huyên thanh âm rất nhẹ, có chút khàn khàn, những ngày này hẳn là khóc không ít lần. Cái này sổ sách, các người làm sao cầm tới? Tô Cẩn Huyên thanh âm nhẹ nhàng vang lên tại yên tĩnh phòng nhỏ. Hướng Nguyên rất tự nhiên trả lời, tự nhiên hắc lân về cầm tới, không tiếp tục xem rồi. Tô Cẩn Huyên đem trong tay sổ sách đặt ở trên bàn gỗ, đôi mắt đẹp buông xuống nói khẽ, không cần thiết tiếp tục xem. Bỗng nhiên chọn lựa nhiều như vậy bản, nàng đã nghiệm minh những này sổ sách chân thực tính. Hướng Nguyên quay người ngồi trở lại đến nữ tử phụ cận, mỉm cười nói, cho nên ngươi bây giờ là nghĩ thông. Tô Cẩn Huyên trầm mặc, hướng nguyên ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, ta biết đối với ngươi mà nói, vấn đề này trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, nhưng ngươi gọi ta tới, cũng đã là quyết định chủ ý à. Tô Cẩn Huyên buông thõng đôi mắt, lông mi thật dài có chút rung động, ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Mê mơn, ngươi muốn ta làm cái gì? Hướng nguyên nghe vậy mỉm cười, nói khẽ. Ba chuyện, thứ nhất, đem người đối kia tần vệ cửu biết hết thầy tin tức đều cáo chi cho ta. Thứ hai, nghe theo mệnh lệnh của ta cho tần vệ cửu đưa tin tức giả. Thứ ba, ân, 四大杜乱。